Quyết tâm lấy top 1 anh em ơi, quyết tâm lấy 1 mọi người ơi. Hello anh Hải bí thư nhá. Bí thư gì đấy anh ra. Anh ra làm bí thư đấy à, bí thư tỉnh ủy à. Ây da. Ok, vừa mới nghỉ live lúc mấy giờ nhỉ? Vừa mới nghỉ live em vừa nghỉ live lúc 1 giờ. Bắn nhiều cho nó quen tay anh em ạ. Bắn nhiều cho nó đã tay. Để bắn hay như ngày xưa. Bắn hay như ngày xưa đấy. Để cho anh em có xem. Từ hôm bắn kém là để cái chế độ mù màu là em chưa để nha đấy. Em là phải mù màu xanh lá anh em ạ. Bắn nó phải ra màu vàng. À. Ở đâu nhỉ? À đây đây. Ơ không phải. Cái chỗ hiệu ứng bắn ở đâu nhỉ mọi người nhờ? Ơi hiểu. À đây 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 đây, hiệu ứng nó phải ra màu vàng cơ, hiệu ứng tấn công này, hiệu ứng sát thương này. Ok. Màu vàng bắn nó nhìn nó rõ hơn màu trắng nhiều. Nhảy có đi sân có khi lại có người Pochinki các kiểu khi lại không có. Chết rồi. Đừng có bị đơ nhá. Ôi tôi chết rồi, hỏng 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 hỏng. Hỏng rồi anh em ơi. Bí thư hội đồng tuổi à? Bí thư hội hội, hội. Bí thư hội đồng tuổi là à, rồi hay là vừa nãy em mở nhạc nó ăn cái bản quyền bắt đầu nó xong kiểu ngắt 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 like nhỉ. Chào Đình Quân nhá. Chào Phi Hải nhá. Anh em mới vào ủng hộ thấy em lượt chia sẻ nào mọi người ơi, ủng hộ em lượt chia sẻ đấy, tương tác nào. Nên like hơi bị sớm này, kiếm nhiều nhiều top 1 cái. Phan Hiếu chào em trai, em chào anh công tử nhá. Phan Hiếu Tạ. Ok. Không biết tối nay bọn em có bắn không? Chết rồi. Sao mình lại không để ý cái chòi phát này nhờ? Fan của Hiếu Tạ. Hello anh Giai. Tối anh Giai qua xem live của Hiếu, bảo Tuấn Anh và Hiếu Tạ nhé. Qua xem Trọng Sơ Vin thì bảo là gánh hai anh em Hiếu mới Trọng gãy cả cả người. Thế mà không có ai nhờ. Này. Quả chòi đẹp thế này không có ai này. Hay là bọn nó xuống luôn rồi nhờ anh em nhờ. Vào đây thì ông đang chờ sẵn ở đây thì mệt I thế. need a weapon. Không có. Ờ, cho tay nó, tay của em đang dần 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 nó đang nhanh dần lại đấy. Buổi chiều đang nhảy một trận ở đây, buổi chiều đang nhảy nhảy một trận đây 3-4 hàng nhưng mà cả một cái chòi này, cả một cái chòi này nguyên sọc ăn luôn. Cầm sọc anh lụm lụm hai em. Ủng hộ thấy em được chia sẻ nào nhé. Anh em phải chia sẻ mạnh tay như ngày trước em like. Ui một buổi like mấy trăm lượt chia sẻ bắt đầu là tương tác có đẩy lên khiếp thật mọi người ạ. Chia sẻ tương tác lên ghê lắm. Đông người xem mới bàn 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 tán nó mới vui anh em ạ. Ok. Mở bát cái trận top 1 nha mọi người nha. Mở bát bình tĩnh, bắn bình tĩnh làm trận top 1 nha. Tối nay không biết là bọn em có bắn không. Để tí nữa hỏi Trọng Cánh Trọng xem Hiếu xem là tối nay mấy giờ bắn để tí nữa. Hôm qua em nghỉ hơi sớm. Hôm qua 8 giờ em đã nghỉ rồi. Không biết có nên like một ca buổi chiều không anh em ạ. Cái ca buổi 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 sáng ấy. Em đang phân vân là có nên loại bỏ ca buổi sáng không. Buổi trưa đấy. Bởi vì thứ nhất là mình không vào công ty. Nếu mà vào công ty thì mình phải like 2K là đúng thôi. Nhưng mà như kiểu Trọng cái Trọng nó vào công ty ấy. Không biết có nên like 2K không. Like 2K thì áp dụng với mấy anh em công ty thôi. Mình tập trung like một ca buổi chiều thì nó sẽ ok hơn đấy. Giàu nhờ. Quên. Quên cái này rồi. Quên cái này rồi. Nào. Chào Linh nhá, hello Thái Bờm nhá. Hello anh Phúc Thân nhá. Chào Dương Trúc Linh. Dương Trúc Linh là ai mà quen đấy nhỉ? Sao nghe nghe tên quen đấy nhỉ? Dương Trúc Linh nghe rất là quen nhá. Từ từ để em nhớ nhớ ra xem nào. Ngày xưa Dương Trúc Linh là ngày xưa hình như chơi với mình rồi thì phải. Đúng không nhỉ? Phải không nhỉ? Có phải không Linh? Nhớ không nhầm là ngày xưa là có chơi cùng.
Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì xót thương mình thôi. Không có địch thì ta tha hồ lút thế thôi. Bao nhiêu lon nước rồi? Có quen không nhờ? Không có chơi cùng bao giờ á? Thấy gái xinh bảo quen á. Thế á? Không, em thấy tên Dương Trúc Linh này rất là quen anh em ạ. Thật sự luôn rất là quen. Nếu mà mình nhận nhầm thì cho mình xin lỗi. Anh em chưa follow kênh, ủng hộ mình một lượt follow nhá. Còn hình như là quen đấy. Còn nếu mà chưa quen thì trước lạ sau vẫn quen mà. Đúng không? Anh em là có nhu cầu mua bản app nào UC inbox LTA shop thì em hỗ trợ nhá. Còn app hôm nay thầy em đang chơi thì có giá trị là 2 triệu 200 nghìn. Ốp, 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 đừng cái khẩu bạch 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 có 10 viên kinh lắm. Thề ghét cái khẩu bạch 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 10 viên dã man này nhờ. Không thích một tí nào. Bắn nó không phải lên cò đâu nhưng mà em không thích khẩu để ốp vẫn thích hơn. Ốp mình bắn nốc được một tầm 25 viên, bắn nốc 20 thằng. Còn cái kia có 10 viên thì bắn hết cỡ chỉ được 10 thằng thôi. Lòng tham nó là vô đáy nhá. Không có nhầm đâu á. Thế à? Thanh niên trốn đâu lâu lắm không thấy like à? Ai giả lịch à? Chào lịch nhá. Không biết ai trốn ai đâu, không biết ai trốn lâu lắm không thấy qua mùa ác đâu nhá. Chào anh chị Ngọc Huy nhá. Cảm ơn anh em đã chia sẻ buổi livestream cho em nhá. Hello anh em mới vào. Chia sẻ anh em lấy lại tương tác nào mọi người ơi. Sắp vừa rồi đi trốn nợ mọi người ạ. Sắp vừa rồi thằng em đi trốn nợ. Nợ nần kinh quá thế là phải đi trốn nợ này. Vừa mới bố mẹ vừa mới giả xong mất là vừa mới về nhà livestream. Và thôi về like đi nợ bao nhiêu mẹ giả cho. Thì rồi. Để em xem đường bay nào. Đường bay này chúng ta sẽ chạy ra bên phía Frisson và Shelter nhá. Thằng đấy khả năng có X6 đấy. Thằng boss cái giống ơ thôi 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 ai lại vào nick này. Ui ôi xe cộ lại thế này đi còn chết tôi không thể ghét trên đời ghét nhất cái chỉnh xe nhá. Từ từ để em phi vào đây chỉnh cái xe lại đấy. Không biết ai đăng nhập vào nick mà nó lại xe nó thành này nhỏ. Vừa bắn cãi chiều xong nhá. Đợi em tí nào để em chỉnh lại xe nào. Anh em mới vào comment lên để anh em mình chào nhau câu buổi chiều nào mọi người ơi. Rồi, ok, cái này. Thằng nào để xe ghê này, setting xe của ai đây nhìn quen quen nhá. Setting xe này của streamer nào ấy, nếu mà em không nhầm. Thật. Nhìn giống lắm. Còn đây là setting của thằng LTA, nó phải như thế này này anh em này. Nó phải như thế này này. Đây mới là của thằng LTA này. Đấy. Đấy. Cái này cho lên đây, cho tầm này để tí nữa anh em mình đổi chỗ. Ấy. Ok. Ok. Tuấn Anh mà phải đi trốn nợ có chứ. Ai rồi chả phải nợ hả em? Ai cũng phải nợ hết anh em ạ. Đời trai không nợ, đời không nể anh em. Phải nợ nần nhiều vào. Thầy Huấn thầy bảo là trước 30 tuổi bọn mày chơi mạnh vào. Cứ chơi mạnh vào sau 30 tuổi đừng chơi nữa. Vừa nãy bảo đi hướng nào nhỉ mọi người nhỉ? Vừa nãy bảo đi em đi hướng nào nhỉ? Shelter đi đường nào nhỉ? À đây qua Pochinki sau đó anh em mình rẽ qua kia là đi sang Shelter thôi. Ở đây sợ có người còn đánh nhau ầm ĩ bây giờ này, bắn nhau ầm ĩ bây giờ ở đây nhá. Tin không? Qua school. Qua school qua Shelter vừa hợp lý. Chào anh Tuấn Savi nhá. Anh chơi với em á. Em tuần này không có lịch anh em ơi, tuần sau nhá. Em hẹn anh em tuần sau combat với anh em cả một ngày luôn nhá. Tuần sau có mod xinh gái chơi cùng nữa anh em nhá. Sao không trốn xuống ở chỗ Linh nhá? Thế Linh có nuôi không để xuống này? Nuôi không để xuống luôn này. Đang trốn nợ này. Ô ô ô ô. Ôi đủ. Mình
Ngàn câu hứa chẳng được gì, cuối cùng thì mình phải chia ly. Có một thằng thì mày chết, MG3 thì em mà bắn thua thằng này thì đúng là nhục nhá. Cầm MG3 mà rủ nhau thua thằng này thì đúng là thôi. Quá làm cái gì đấy? Sao nó biết nhỉ? Ôi em nhảy vào bắn em ơi, không mất tí máu nào anh em ơi, đù quá. Thế còn chết tôi không, quay đi quay đây. Không hiểu là gì, không chơi cùng Hiếu với Trọng nữa à? Em tối anh ạ, à, tối có khi sẽ chơi nhá mọi người nhá. Anh chào Phương Thảo nhá. Em sorry anh em trận đầu tiên. Em không hiểu em đang làm gì. Không hiểu làm gì mà bạn đúng một người. Nhục. Quá nhục luôn. Pha đấy nhá, pha đấy tí đấy em. Pha đấy tí đấy em cắt lại like nha bạn. Tí nữa cắt lại like đăng lên Facebook. Không hiểu bạn để bạn cái gì. Điêu thật. Đôi khi nó phải ngố tẻo tí nó mới hay nhá. Đâu, chạy lại cái bờ tường. Chạy lại cái bờ tường thì em thấy có một tính chân của thằng lúc nãy, không phải thằng đấy. Cái thằng nãy chạy vào tính chân ở bên kia kìa, anh nghĩ nó đấy đâu anh em. Không ai nghĩ có người ở đấy cả. Thì đang nghe tính chân của thằng bên kia để công sang nó. Đúng nhục thật anh em ạ. May của đấy nhá, may của đấy là em chưa bắn hết đạn MG3 đấy. Quả đấy là bắn hết đạn MG3 nó còn nhục nữa. Nhảy vào bị bắn phát vào giờ hết của mình. Thì sư đó. Thôi từ từ anh em ạ, từ từ thôi. Bây giờ anh em chơi điếm lắm, mình phải từ từ. Cả ngày anh em chơi vừa giỏi còn vừa điếm. Anh thắng đây, dạo này mày tấu hài cực mạnh rồi nha. À anh ok thắng nhá. Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Ok ra trận này làm luôn top 1 này. Uy tín luôn này. Uy tín này. Cùng lắm thì anh em cho em nháp trận nữa có cái gì. Đúng không? Vừa mới chiều mà bắn đến tối mà lo gì. Tí nữa nó đói cơm mới sợ chứ bây giờ còn no cơm thì thoải mái cười. Bây giờ mày là Tống Hải à? Thằng em bắn hay thế kêu Tống Hải. Một nhóc. Nhóc này đi luôn đấy nhở. Ôi. Anh tập 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 Solo không? Mày solo tap mày tao tap chết mày luôn đấy. Em bắn S cả S như sấy luôn anh em. Ôi. Ô thôi. Quả này lành ít dữ nhiều rồi. Xong. Quả này xong em thật rồi. Xong thật rồi. Xong nặng luôn rồi. Tao vứt đây đây. Không cho bọn mày nhặt đây. Ăn đi. Công sao đấy. Toàn thế. Ui dồi, đúng cuối đời gặp Lan luôn rồi. Ui thằng kia táp hay thế. Từ từ để em tính nha ạ. Để em tính, em tính. Tính đã. Phát này phải tính này. Đừng nhặt cái giáp 2 mà khó khăn quá. Làm nào ra lút được đồ con boss kia nhờ. Ngon lành cành đào. Ơ sợ. Ơ nỏ à. Nỏ đi thôi.
Cái gì đây? Này, lúc là đồ con boss ấy. Nhưng mà chết anh ạ. Nghèo thế. Làm ra làm dòm. Chào đình công. Khéo mà cho mày đi luôn đấy. Ôi chạy ra ngoài kia làm gì. Dồi. Có trượt viên nào đâu cả nhà ơi, không trượt một viên nào cả. Solo mắc thường hay hơn. Đây 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 mắc thường đây mà nhá. À, qua trả thù à? Mày khai luôn đi, có mấy thằng. Để biết đường tao chạy. Anh ơi em xin lỗi. Anh cho em xin lỗi. I got supplies. Ồ. To tội rồi. Động của bọn này sai rồi. Ôi trời ơi, lại còn ném sơ mốc nữa. Thôi thôi. Sai thật rồi. Thằng sao bước vàng nhá. Tá mà vớt được khẩu súng nhá. Ông mày sợ mày thế nhờ. Em bơm đầy máu thịt thằng này luôn. Kêu kỳ cục. Anh bị đớp mất cái Facebook rồi mới tạo lại đây hả? Gì á? Sơ thế em bảo ok thịt nhá, chào anh thịt nhá, chào anh em mới vào nhá. Hello mọi người, anh em mới vào ủng hộ thằng em một quả tim, một lượt chia sẻ nào. Để tăng tương tác cho thằng em nào anh em ơi. Thằng sát ướp vào này tí nữa em phải khử nó anh em ạ. Quả chạy thoát hơi bị ngoại mục luôn á. Trận này mà clear cảng thì đúng xứng đáng này mọi người nhờ. Trận này clear cảng thì đúng xứng đáng. Nhưng mà nghe mịt mù trông gai quá. Không có đạn xanh. M4 ở kia nhưng đạn xanh ở đâu? Anh ở có văn minh văn học hơn tí được không ạ? Thế thôi nhá, bỏ nhá, bỏ ứ nhá. Bây giờ chuyển sang bỏ ứ nhá. Chuyển qua Trận này nghe có vẻ em thấy cái cảng này không khả quan lắm. Thằng xác ướp vàng là chưa thấy đâu đâu. Đừng ai bắn nhá. Tao đang nghèo lắm, đừng bắn tao. Ui đây có xác rồi. Đây có xác của thanh niên nào đây này. Ui không có một cái gì anh em ạ. Quần áo nó cũng lột mất luôn. Còn ít nhất là phải còn hai team nữa. Thằng xác ướp vàng là team riêng. Có cái súng thính của em gửi bên kia chưa lấy đâu. Ui. Dình rồi. Tắp gì dình rồi, hỏng rồi. Chơi dình thế này là dở rồi anh em ơi, hỏng rồi. Không thằng nào, không thấy thằng nào đâu thế này thì hơi vớ vẩn.
lụt như nhà mình nhá. Khéo mà lại đi á. Không ai thấy em, không ai thấy em. Không ai bắn em, đừng ai nhìn em. Bây giờ em chạy qua lấy cái súng thính ở bên kia cũng khó luôn anh em ạ. Trận này khó đấy. Bọn nó đứng thế này thì bọn nó im im hơi lặng tiếng thế này thì khó kinh khủng khó. Lút hết rồi. Ui, bán trận nghe ấy nhở anh em nhở, nghe nó tù tù nhở. Thanh niên xác ướp vàng kia đuổi mình được một tí xong rồi không thấy đâu nữa luôn. Ui, trận này nó mai phục em thì chết đến nơi rồi nhở. Súng thính bắn kìa. Chuẩn bị về với các cụ. Ngửi ngửi thấy các cụ rồi đấy. Ôi, ngon lành nhá. Ấy, nhưng mà bắn ca bắn đùa tiếc khẩu kia thế. Thôi được, đành vậy thôi nhá. Có X8 mà. Đỡ đỡ bao nhiêu đạn cho anh em mình đấy. Cuối cùng thì mình phải chia ly. Anh cũng chỉ là vì xót thương mình thôi. Anh bọn này nó mà đi hết thì em lại mừng nhờ. Bọn này nó đi hết một phát là mình ra kia mình để súng thính mình bắn luôn, chỉ sợ bị mai phục thôi. Bây giờ bị mai phục là chết là chắc rồi còn gì nữa. Liều nhá mọi người nhá, bây giờ nó mà em mà bị mai phục là coi như không còn gì để mà nói nữa nhá. Nó bắn như thế thì quá điếm nhá, chịu nhá, thua nhá. Qua kia lấy súng thính để còn bắn lên để còn ăn thính chứ, ở đây mãi này thì không có một cái gì cả. Quả này bị bắn hết chịu này. Đi hết rồi à? Ô, chả hiểu. Thế thì tao lại bắn thính. Đi vào nhà kia. Lấy xe đi vào nhà kia em lút thêm ít đạn xong em bắn thính ở nhà đấy là hợp lý luôn. Hạp 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 hợp lý. Ui không quăng mày này, con ếch này Ngọc Lan à hả? Ngọc Lan với anh hả? Ngọc Lan ếch nhựa này. Em đi ở đây rồi em mới nhớ là nó ở đây. Vừa nãy lúc mà anh em ở đây nhá. Lúc ở đấy là nhớ, em nhớ là có một thằng chạy ở đây. Đấy. Chuẩn chưa? Ngon lành cành đào. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Giàu quá thế này anh em lại không phục. Không phục, không phục, không phục. Lúc em bắn thằng này một viên ca, có một thằng bắn một viên ca nữa ở đâu ấy. Hay chưa? Clear nhá, mọi người nhá. Clear, clear. Còn xác ông mọ mì này nữa. Lút nốt. À, cũng 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 M4 các kiểu. Đi rồi, bàn tính thôi. Chào Nguyễn Nguyễn nhá. Tuấn Anh vào Đà Lạt chơi đi. Nếu Linh có lời mời thì Tuấn Anh cũng sẵn sàng. Dại dột quá Lan ơi. Phải bảo là Lan đi xa quá. Lan đi xa quá. Lan đi anh, Lan đi luôn đi nha. Ok ok được rồi, để em lên đây em kiếm ít gọi là mình giàu nhá. Này, chính ra bây giờ mà so với lại người ở map là em là thuộc loại giàu đấy, không đùa đâu. Ui dồi. À đù. Bú không anh em?
Hai cái thính ở đây kiểu gì tí nữa bọn đến đông lắm anh em ạ. Không 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 bú không không. Tốt nhất là không bú. Ở đây đi. Tham làm gì đâu. Đi ra đấy là tí nữa không có đường về đâu. Mất cả trí lẫn chài. Mất cả trí lẫn chài đó. Ở đây chờ, ở đây chờ. Thập diện mai phục. Đấy, vào vị trí đây. Đây là, đây là vào 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 vị trí đây. Đấy 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 đấy. Kìa. Cú cháu làm luôn bộ mù ba ra ba ngon lành. May mà đi một mình thì tí mày chết thì tao. Thay này mà nó mà đi một mình là nó sẽ chết. Nó đi hai mình thì nó sẽ hên xui. Đây này, quả của tôi đây này. Quả đỏ đỏ ăn thua gì. Ây dồi. Cho khéo mà lại. Lên đây. Ôi, gỏ lộ ra ơi, sao vào đấy bắn không chết nó kìa. Ô kìa, sao em bắn em dừng đam lại rồi nó không chết anh em này, còn một viên nữa chết này. Ui 6 chấm à. Ui ôi. Ui pha đấy bắn không chết kìa. Bắn xong nhả bố tay ra không chết anh em ạ. Ui ôi ôi. Lại phải nháp à. Vừa mới clear được cả mà lại phải nháp anh ạ. Ngại chết đi được ấy. Ôi sorry anh em, pha đấy nha, pha đấy ẩu quá. Bạn pha đấy anh em chủ quan không chết đấy chứ. Chết thôi. Bắn mù mắt người xem rồi. Ảo thật đấy. Bắn xong rồi dừng đam khẩu gấu lô ra của em bắn một đống đạn như thế xong em dừng lại thế mà thật để nó không chết nhá. Tài thật. Ảo thế bắn vậy không chết nhỉ anh em nhỉ, quả đấy bắn thế mà không chết nhá, gấu ra đấy. Chào Bạch Linh nhá. Quả đấy em dừng đam lại rồi nhưng mà nó không hẹo. Khổ thật đấy. Lại phải nháp trận nữa. Bộ đồ này không phong thủy rồi. Ok, chuyển đi. Chuyển đồ đi. Không phong thủy rồi. Quả đấy em bắn nó rồi xong em chạy lên rồi đấy. Em chạy lên để chuẩn bị bắn thằng nữa đấy. Quái nào không chết. Đấy, Gloza của anh em đấy, súng mạnh nhất game ạ. Súng mạnh nhất game của anh em đấy. Đúng về Việt Nam có nước Sting uống nhỉ. Ở bên Nhật cũng có nhưng mà nó là thua nó dạng uống kiểu như vậy nhưng mà nó lại là nước của Kirin anh ạ. Non chứ đâu mà ảo. Non thì tí nữa lấy vơm vơm. Lâu rồi không thấy em like á. Em nghỉ được 5 tháng. À em nghỉ được 8 tháng rồi đấy. Vừa mới chơi lại mấy hôm tay chân nó. Cái chip xử lý nó chưa được minh mẫn như ngày trước anh ạ. Nó phải một thời gian. Anh có dùng Giro không vậy? Anh có em ơi. Anh bắn iPad M1 nhá. Khó. Không, quả đấy không khó. Quả đấy em bắn thằng đấy là không khó. Quả đấy em bắn nó là em bắn không chết nó em gà chứ không phải là không. Chứ không phải là khó anh ạ. Quả đấy bắn em can đam nó không chết thì đấy là do mình thôi. Tuấn Anh có nhận cái thuê không? Cái thuê cái gì hả Linh? Cái thuê ấy à? Tuấn Anh cho thuê ấy đấy. Cho thuê bản thân đấy. Cái thuê Chí Tôn thì có nhá mọi người nhá. Cái thuê Chí Tôn mọi người cứ ném sang đây cho em nhá. 1,5 triệu một đơn nhá. Đầu mùa 3 ngày đôn nick nhá. Chủ yếu là mọi người thuê cái thuê thì thật sự là bây giờ mà Chí Tôn thì mọi người tự cày được mà, nhưng chẳng qua là mọi người yêu quý thì mọi người gọi là tạo điều kiện gọi là thuê cày thuê cho vui. Còn bây giờ cày thuê thì mọi người tự cày được. Cái gì mà vội thế? Tao lọ chết mày luôn mày tin không? Này Tuấn Anh đấy.
Không phải là Trọng đâu nhá, không phải là Hiếu đâu. Lại nhầm đúng không? Lại nhầm Tuấn Anh là Hiếu đúng không? Tuấn Anh là Trọng đúng không? Tuấn Anh dạo này biết sóc lọ rồi, bắn ghê rồi. Tem nó ở đâu mà nó lại chạy một mình vào đây vậy ta? Chiều đêm dần buông hạt mưa rơi xuống không gian lắng yên, suy tư vẫn vương ngồi mộng mơ, đơn phương nhớ đến một nàng thơ. Ơi, mi tạ bản thính kìa, từ từ để em kiếm khẩu nào. Ấy à, đây đấy, không phải Trọng đâu, không phải Hiếu đâu, không phải Trọng đâu nhá. Chết chưa, quả bạn ảo thật anh ạ. Thấy cầm sòng gan hốt đấy nhá, thích nhỉ, khẩu DPS đầu game thọc thích nhỉ, thọc một phát tận cổ họng luôn. Một bông hồng xinh tươi thắm trong em kiêu sa. Thế là giàu rồi. Bốn ông này ông lút hộ cái mặt công bên kia rồi. Ừ. Sọc gan, đúng là sọc gan. Một viên đoạt mạng anh ạ. Từ tu 8 tháng để tớ sốc lọ. Câu này của ai đây? Nguyên Nguyễn à? Câu này phải cho lên câu hay hay, hay nhất ngày đấy chứ, không đùa được. Sóc toàn trượt mãi với chúng thế này cần tu thêm á. Ok ok baby. Kìa Trọng nào lại còn Trọng nào, Trọng sơ pin chứ Trọng nào lại còn Trọng. Tôi có bán không bạn ơi, tối tem mình có bán không nhở, đầu mùa nhận vài khung chỉ tốt bán nhở. Thôi khả năng là đi clear đi 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 giết người đấy, chứ còn mình thì không hợp với loot đồ mọi người ơi, thấy em là không hợp với loot đồ. Chào anh Minh Vượng nhá, mấy giờ thì còn hỏi Trọng nào, chịu đấy. Trọng thì có nhiều nhưng Trọng sơ vin là chỉ có một anh em nhá. Có sang Nhật đưa không em, thằng em không anh ơi, thằng em bỏ Nhật rồi. Đi được có hợp đồng 3 năm mà thằng em đi được có 5 rưỡi thì em về rồi, thì bây giờ quay lại người ta không cho quay lại nữa. Người ta bảo thằng này đi toàn toàn sủi đấy. Ê, có người đến. À, nào ra đây. Tao là Tuấn Anh đấy, không phải Trọng đâu. Không phải Trọng với Hiếu đâu nhá. Tưởng ăn được à? Bắt nạt Trọng mới Hiếu thôi, không bắt nạt là Tuấn Anh đâu. Phải không hả Trọng? Phải không Trọng? Hello anh Thịnh nhá, sao lại ăn cơm sớm thế anh? Bây giờ mấy giờ mà ăn cơm sớm thế? Bây giờ mà vừa nãy nghe một tiếng chân rồi bây giờ lên ra hai người là nghe cũng hơi buồn đấy. Nhờ, bây giờ ra hai người đang kê ở đây là cũng hơi buồn đấy. Đâu rồi? À, trốn à? Trốn đâu rồi? Trốn, 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 trốn. Có một thằng bên kia. À. À thôi, thì thôi. Một bông hồng xinh tươi thắm.
Tuấn Anh đấy, không phải Trọng đâu nhá. Nhà này còn một đúng không? Nhà đỏ. Nào, con thì ra đây luôn đi. Khử luôn. Bọn này là từ đâu đến đấy chứ? Bọn này không phải người gốc ở đây nha bạn. Thằng này bọn này là bọn 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 bọn, bọn, bọn vô gia cư thôi. Phải không ạ? À? Hơ hơ mi. Này anh ạ, ơi chậm vào chút 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 chút. Không qua cứu nhỉ. Nháp mấy quyển rồi em ơi. Thấy em vừa mới nháp một trận này. Trận này lại top 1 đền anh em ngay. Ô ô ô ô tay kìa tay kìa. Ừ. Khéo mà lại. Bây giờ giết thằng này kiểu gì nhỉ mọi người nhỉ? Công nhá. Bây giờ em nhảy xuống phát là bị nó bắn luôn. Hello baby, hello baby. Hay quá nhờ, có lia cả 8 kill. 8 kill, 8 kill, 8 kill. Ông này có băng đạn thanh em mở rộng không cho tôi mượn. Chẳng hiểu từ xa đến đây mà sao mà nghèo này cũng. Đi cướp cảng mà nghèo thế này thì cướp thế nào được. Đây là đây ông này giàu này nha này. Hay quá. Ông này giàu nhất đội. Nhưng mà mini không có cốp táp anh em ơi. Mini không có cốp táp. Ở đây có chỗ mua đồ không? Để em ra mua đồ với. 32.000 là được một cái X8 đấy anh em ạ. Một cái X8 hoặc là một cái giáp 3. Khả năng là mình sẽ lấy X8 nhá anh em nhá. Lấy X8. Lẩn nhanh thế. 10 kill, 10 kill. Đấy là còn chưa thể bắn boss nên mình bắn một boss nhá. À hai con rồi. Còn 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 một dàn boss ngoài biển em chưa bắn đâu anh em ạ. Để dành. X8 bắn mini, không phải nói nhiều. Chuẩn bị anh em được xem mini X8 mãn nhãn luôn. Tầm này đi, ok. Ui rồi ôi, ok lắm mọi người, ok lắm, ok lắm, cảm giác ok lắm. Lúc nào mà em chuẩn bị tát thằng nào thì mọi người nhắm mắt lại nhá. Lúc nào mà em hô nốc rồi thì anh em mở mắt ra xem nhá. Không lại bảo em không muốn anh em chứng kiến những cái trường hợp xấu nhất xảy ra anh ạ. Có liên cả 10 kill. Mai mai vào địch đổi hết thành hiếu. Ok. Khả năng mai em nhập cái nick về em bắn livestream em phải đổi tên thành Trọng Sơ Vin đấy nhở. Hay biết đấy nhá bạn nhá, mai tôi đổi thành Trọng Sơ Vin nhá bạn nhá. Mong không giống pha MG3. Trời ơi anh dai đâu ấy, sao lại mất niềm tin vào thằng em thế nhỉ. Nhìn thế này 10 kill ở trận này mà tốt phải 20 anh ạ. Trận này tốt phải 20 kill. Đấy đấy là được được tốt nha, còn nếu mà không được thì cho em xin lỗi. Còn được tốt là phải 20 kill đấy. Anh em ủng hộ thằng em một quả tim một lượt chia sẻ đâu anh em ơi. Ủng hộ thằng em lượt chia sẻ để tương tác nào. Giúp đỡ thằng em tí nào. Cho em xin độ nhạy. Độ nhạy thì lát nữa anh sẽ ghim lại lên lên bếp nhá. Setting và độ nhạy tí nữa em sẽ chỉnh lại nhá. Bởi vì là trong cái thời gian mà em nghỉ rất nhiều anh em inbox hỏi setting với độ nhạy thì cái thời gian đấy em nghỉ thì em lại không có cái mã cho anh em. Bây giờ em có rồi đấy.
Lát nữa em chia sẻ lên kênh, like xong em sẽ ghim lên kênh cho anh em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu thì mọi người có thể tham khảo qua nhé. Không phải là độ nhạy mọi người ốp vào phát mọi người dùng được luôn đâu. Anh em phải tham khảo xem là nó có hợp với mình không. Nếu mà nó hợp với cách bắn của mình thì mình sẽ dùng độ nhạy của em cũng được. Còn anh em về chỉnh qua chỉnh lại xem như thế nào nó hợp lý với mình nhất. Bởi vì mỗi người mỗi độ nhạy mà nhé. Mỗi người một cách cầm máy khác nhau mà. Ví dụ mọi người chơi 4 ngón nhé. Mọi người chơi 4 ngón, cái 4 ngón mà mọi người tiếp xúc với màn hình nó khác. Là 4 ngón của em tiếp xúc màn hình thì nó sẽ khác nhau. Like TikTok đi em. Em không biết like TikTok kiểu gì anh ạ. Như là TikTok là phải có kênh đủ tiêu chuẩn nó cho like TikTok thì phải. Từ nhỏ giờ chưa biết làm TikTok là cái gì luôn. Ngày xưa có kênh làm TikTok lúc mà cái thời mà em chưa livestream ấy, em hay đăng lên TikTok. Video nào phải 15 đến 20k lượt xem, được khoảng tầm đâu đó 300-400 tim ấy. Xong rồi là bị kênh đấy bị bản quyền, thế là mất luôn kênh đấy. Theo từ đấy là quên TikTok là ai luôn. Nhắc đến TikTok bảo ôi bận lắm, không nhớ gì. Trường học này có nên đổi xe không? Xe này mình rồi ok đổi đi. Hơi được tí. Và chung cư đi. Nhoàng một phát còn 31 người kìa. Thính không ông nào bắn à? Có ơi. 777. Quả này mà ngoài đời tha hồ sửa xe nhá. Có ai thủ chung cư không? Bấy bề. Không có, anh em lại lên đồi dô hốc đi. Đáp một phát lên đồi dô hốc. Xong rồi đứng đấy, chờ thời cơ. Chiều nay bắn đen thật anh ạ. Trưa nay bắn em dính 3-4 phát, xe 4 lùa một phát đến tận mặt luôn. Chào anh Đáng Hạ nhá. Mới tạo Facebook rồi xem đúng phát tấu hài cực mạnh á. Ui dồi ôi, trải qua là em giả vờ cho anh em vui thôi. Có xe ở dưới này. Đúng không? Tiếng xe UAT vừa win một phát. Phải không nhỉ? Tai mình dạo này nó lại đơ đơ thế à? Có mà nhỉ? Đâu nhỉ? À đây. Nóc. Chạy luôn. Sợ luôn. Thanh niên chắc là chuẩn bị quay lại đấy. Bắn hay quá, trời ơi, đẩy quả hay thế. Ui, em nằm xuống không kịp luôn. Có 2 chấm nữa này em này. Ông bị nốt 2 chấm mà bắn nó đẩy quả đều nhờ. Quả đấy mình phải chạy lùi về sau anh em ạ. Chết tiệt thật. Dạo này xử lý chip chậm quá mọi người ơi. Anh có biết em được huy hiệu fan cứng, anh nghỉ một thời gian mất huy hiệu rồi à? ok, sorry em nhé. Ê, bắn quả đấy kém thế nhờ em nhờ, quả đấy thằng em xử lý, quả đấy kém đấy, em ạ, quả đấy xử lý kém. Quả đấy phải chạy lùi về sau. Nó đi bắp ghi, quả đấy lại chủ quan là nghĩ nó có một thằng nó lên thôi, nhưng mà lại cuối cùng nó ra 2 thằng, quả đấy mình hối hận là nó muộn màng mất rồi. Chậm mất luôn rồi. Quả đấy phải chạy lùi về sau một lúc. Chạy lùi về sau cái đoạn khóc của nó ấy. Sau khi là anh em mình mới ăn thua được. Làm lại nhá mọi người. Hay rồi em tặng em một like à. Ô anh an ủi à. Giờ thì em biết anh Hiếu Vâu, anh Trọng Sơ Vin, anh Tuấn Anh Mõm. Sao lại thế nhỉ? Bắn hay thế mà sao lại bảo mõm nhỉ? Thảo ơi.
Không được, như thế đâu không được rồi. Để xem nào. Không thể như thế được. Nào. Chuẩn bị không phải nó bị dớp đấy anh em ạ, nó bị dớp ấy. Lấy một cái top 1 cái là ok ngay mà. Lấy một cái top 1 cái là top 1 nó liên tục luôn. Gỡ nào. Gỡ 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 gỡ. Hút thuốc lào vào có ngay top 1 nhé em trai. Thấy em lại không hút thuốc lào hồi đâu chị. Thuốc lào anh cầm anh em ạ, thuốc lào phải quay cầm. Anh em quay cầm nói thuốc lào phát là tỉnh người luôn. Nháp nháp tiếp rồi, nháp tiếp rồi. Anh em chuẩn bị xem thấy em nháp tiếp rồi. Nhảy xuống sau là nháp luôn. Ui. Nào, đây rồi. Sau 6:30 chưa biết ai hơn ai. Nhé. Nhé bạn. Nào. Thằng nào chạy ra ngoài sân mà lút. Ừ. Để em rình thằng nào lút ở sân em zip vào. Ừ. Sợ chưa? Sợ đi xin nhá. Ở đâu đấy? Ra lút đồ luôn. Nhảy xuống lút đồ luôn. Nhảy xuống. Hay nhá. Chào anh Tấn Tài nhá. Tiếng Nhật học dễ vào không em? Không, anh em đang đi học á. Tiếng Nhật dễ em ơi. Dễ với những người chăm học em ạ. Cứ chăm học là được em. Còn nếu mà không chăm học thì chả có tiếng gì dễ cả. Tiếng Việt học còn khó nữa. Thằng sấy quả UMB chất lượng ấy. No đòn rồi, quả bị nhốt trên này no đòn rồi. Đẩy đi. Đùa ấy nhỉ? Ô, tìm khác anh em ạ. Ừ. Như bịp ấy. Ảo thật. Chào anh Vũ Huệ nhé. Không quả đấy thì chịu đấy. Sao lại dạo này bọn bán điếm đấy nhỉ? Quả đấy ảo quá nhưng mà nó ngồi đấy từ bao giờ, tiếng chân hai thằng ở dưới mà tại sao không hiểu tại sao lại có một thằng team khác nó chạy lên đấy được nhỉ. Xé quyển nháp đi nào, xé quyển nháp đi nào.
Xé nháp. Hotel bi rử sô đẹp cái cử. Không hiểu tiếng Nhật. Tiếng Nhật thế thì không hiểu. Với kinh nghiệm 2 năm đi Nhật thì tiếng Nhật đấy thì không 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 hiểu. Dạo này anh em đang hot từ GMT. Đúng không? Dạo này tiếng Nhật đang hot từ GMT đúng không? Thôi nhé, chúng ta đừng hẹn nước bên nhau em nhớ mà. GMT cư. Thế lại nhau à? Quả đấy nó ngồi thế thì đỡ cái gì anh nhá? Quả đấy nó ngồi, quả đấy nó dình điềm thế thì em biết làm thế nào không? Bởi vì đang kê thằng ở dưới nó đang định chạy lên mà anh nhá. Thằng ở dưới đang định nó đang định chạy lên nó ăn em mà. Đang kê thì không ngờ là ông này là ông team khác, ông ngồi đấy từ bao giờ rồi. Mình lại không cảnh giác bởi vì em nghe tiếng chân ở dưới thì lại không, mình lại mất cảnh giác cái tầng đấy mình nghĩ là không có tiếng chân thì mình bỏ qua. Rồi trận này đâu xuống đây chấp hết luôn. Ông kia đi củi luôn. Bắn chết luôn, không không có đồng đội. Solo số quá mà sao nhảy dù xuống muộn thế hôm nay. Trận chẳng có ai thì rõ là giàu. Quá chi là giàu luôn. Để em đi mod xem có cái súng thính nào nhá em nhá. Mod xem có súng thính này, em bắn súng thính lấy súng thính chơi. Đẹp thế. Xin cây mini nào. Đấy, thế là nhảy bên kia. Thì ra là nhảy bên kia. Bên này ngon lành cành đào không nhảy nhảy bên kia. Giỏi. Hay xuống loot sát thằng này một tí nhỉ. Xuống loot sát thằng này một tí nhỉ. Bây giờ không có cốp. À đây rồi. Có cốp 3 công tốt anh em ạ. Có cốp 3 anh em công quan kia tốt. Xe đạp luôn. Ừ. Hay nhá. Không được không anh em, không được không? Sử dụng xe đạp nào. Ôi ôi đông nhá. Khu chung cư. Chung cư. Liều đấy, phi này là hơi bị liều đấy. Này thì quánh võng ai cho mày quánh võng hử? Thích quánh võng. Vừa ngã xe đạp năm đau đấy. Ninja dạy anh em làm ninja. Nhà mình à? Em không có bịch máu nào cả. Và nó ngay ở đây. Nó ngay dưới tầng nhà em.
Lên đây. Chạy rồi. Khó nhờ. Lên nóc không ăn thua anh em ơi. Lên nóc tí nữa bọn nó lên được ghim mình không không chạy được. Tám đồ ấy. Các bạn không đẩy tôi làm sao đã đẩy các bạn được. Không, mình tôi mà. Khó chơi nhỉ, khó chơi thật đấy mọi người ạ. Một chấm này có ba thằng, mình không 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 một mình em lại không dám đẩy ba thằng này, chết tiệt thật. Anh em đợi thấy em tí nhá. Em bảo khách hàng tí xong anh em mình bạn tiếp tục nhá. Nào làm lại nào cách dạy ơi, làm lại nào. Xe đạp Nhật. Xe đạp Nhật đấy. Chào Quang Thưởng nhá. Sao phải áp lực thế nhỉ? Hay là phải đổi team bắn một trận nhỉ anh em nhỉ? Khả năng phải đổi team bắn một trận để nó mới nên cơm nên cháo được chứ này. Hỏng quá rồi. Nó lừa em, con bot nó không thể bắn đấy. Nó không thể bắn, nó cho mình ăn boss xong rồi nó ném quả bom lên mình đi. Chứ trận nào lên cơm lên cháo đâu. Mùi vị top 1 sao dạo này mà nghe nó chua đấy nhỉ. Seven đi đi. Kiểu gì có người hứa với anh em luôn. Ba team nhá. Quá đông. Cả một bầu trời luôn ạ. À. Ui dồi ôi. Đói cho sạch, rách cho thơm rồi. Quả này thì chết rồi. Zil nhảy vào nhà của tôi thì Zil chỉ có kết cục đấy thôi Zil. Sao lại Zil lại nhảy vào nhà của tôi?
Thằng này nó bắn sâu căng. Bắn thế được nhỉ? Toang thật đấy nhá. Ui ôi, trong đầu nghĩ có quả bom ném rồi mà thì quái nào lại thò ra bắn nó phát đấy nhỉ? Nãy em thấy nó chọc, em nghĩ nó bắn sóc lọ. Thôi, trận này phải clear bay phải clear bay để đền bù anh em chứ không này chết anh em ạ. Hỏng rồi, không được, này không được. Phải chắc phải chắc kèo thôi, bạn này chết rồi. Quả bạn ấy quá. Xử lý của đấy kém quá. Quả đấy anh em mình thả nhẽ của bọn ăn không được. Cóng cơ. Trận này to nữa em sẽ bắn ghép đội nhá. Sẽ ghép một trận bắn. Ghép một trận để cho nó giải tỏa lấy cái top 1 cho nó ấy. Cho nó chắc tay. Hơi vội. Xử lý hơi vội. Bình tĩnh lại, chậm này một tí nữa là ổn đấy nhỉ. Vội quá. Quả đấy em xử lý vội quá. Cần anh vào gánh không? 1-2 hôm là ok thôi anh ạ. 1-2 hôm là nó ổn thôi. Một hai hôm nữa là nó sẽ được khoảng tầm gần một tuần chơi game đấy. Một tuần chơi game này em nghĩ là mọi thứ nó sẽ trở về đúng cái quy trình của nó. Càng nhá mọi người nhá, càng đi. Càng em nghĩ sẽ đông hơn bay. Đấy, một team 4 này. Đầu đường bay càng này bọn nước ngoài nó hay nhảy lắm. Mấy ông cứ Novo xịt đấy. Hay gọi nhau. Lên được không? Gần lên ấy. Nào, hòm gì đây? Ngon lành nhờ. Đầu game làm hòm này là hòm xịn nhất đấy. Ba bốn team cơ mà. Thấy gì? Đây. Đang cứu. Hay quá, bạn hay quá.
Bắn quái. Còng cơ. Đó. Còng, thật sự còng. Đây quả quái. Thằng kia nó bị gạt rồi, có mỗi một thằng này thôi. Từ từ để em tìm đồng đội anh em ơi. Mà thôi, chuyển sang này. Chuyển sự kiện chơi cắt rớp, cắt rớp, cắt rớp. Mọi người ơi, cắt rớp. Cắm thế nhở. Quả ở dưới kia. Ôi, chết tôi rồi. Bắn này chết thôi anh em ơi. Hỏng hết một đời trai rồi. Cần sốc lại tinh thần ngay. Quả solo thằng này kém thế nhỉ. Nghỉ một năm rồi mà anh em bắn hay thật đấy anh em ạ. Nghỉ một năm rồi mà trình độ anh em lên ghê rồi đấy. Bắn không kịp ngáp luôn. Bắn không kịp kịp thở luôn. Cung cốc hả? Cung cốc luôn. Chưa được lên nòng súng. Chưa được khai nòng súng. À, thôi nhầm rồi anh em ơi. Nhầm rồi, nhầm rồi, nhầm rồi. Cầu mong đây có xe. Ui không có xe. Đây, bác ghi. Nhầm, lại đi nhảy 700 m. Làm thế. Ngục lá. Hai kill. Có xe đến trước rồi anh em kìa. Có con hai hai chỗ đến trước rồi kìa. Một thằng à.
một nhá. Đây rồi. Chỗ này không lên cơm lên cháo thì là dở nhá. Ôi đổi ốp anh em ơi, ba lô vô tận nào. Ấy làm sao để đưa khẩu M24 vào? Đổi M24 được K98, đổi cái này có mất cái gì không? À được 9 lần đổi, được 9 lần đổi anh em ạ, kiểu gì phải ra ốp. Gơm nữa, chuột bé ri rồi cái gì. Ê, mất luôn khẩu M24 anh em ơi. Bịp bậm. Bịp mất luôn khẩu M24. Chơi chơi thế là không được rồi, chơi thế là không bền đâu. Chơi đẻo thế là không bền đâu. Như quay xổ số ấy. Chơi phải cho người ta lãi đi. Chơi chơi cho người ta lỗ thế này thì không ăn thua rồi, hỏng rồi. Chào anh Trái Đắng nhá, hello Ngọc Hùng nhá, chào Tuấn Anh nhá. Hello anh. Full sự kiện, à full phụ kiện, ok rồi. SRG này mấy anh em bắn PC táp kinh lắm. Bắn bằng ấy á, bắn ghê lắm nhở, bắn SRG. Bắn như hack ấy. Đời người con gái này mới 20, sao em không cười hay sợ Tết dài. Chậm lại nha, bởi bắn nhanh quá, chậm lại, chậm lại. Chậm 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 chậm. Vừa có hai người trong khu nhà đôi kia. Lượng map ghi này thì hơi chuối nhỉ anh em nhỉ. Lượng con này đi qua bị bắn dễ chết lắm. Hụi luôn. Kìa kìa, nó chạy ở trên đấy kìa. Nó chạy ở trên tròi kìa. Lại ngồi đây nữa thì thôi nhá, nhờ. Ngồi đây thì đúng đen. Ừ. Thấy em rồi à? Một đầu. Không có mấy thằng. Khi em một loanh quanh có một thằng anh em ạ. Nghỉ lắm. Đạp xe đi đâu? Lên nhà rồi. Nhà nào? Nhà giữa rồi. Ui, lên trời. Lên trời.
Thế đâu bạn chơi thế thì tớ chịu rồi. Điếm các bạn ơi. Lại chạy lên. Không đẹp rồi. Bắn nhau thế thì bắn nhau làm gì? Như trò hề ấy. Như trò hề ạ. Mày con lợn này, ôi thế là bạn em gần chết đây nhỉ. Vãi thật. Ui điếm thối nhờ. Quá điếm luôn đấy chứ không phải là điếm nữa anh ạ. Sợ thật. Súng thịt bắn chưa bạn? Ui chưa bắn luôn. Nguyên trinh sục thính luôn. Đi và bọn anh em mình tap mini đi. Lấy được. Lên được, lên được. Và đây cướp được cái thính này mà phát là bán bắn luôn thính tại đây luôn nhé anh em nhé. Thu hút sự chú ý nhé. Không biết cướp được không hay là đi luôn. Không biết cướp được không hay là lại ra đi luôn. Bây giờ anh em biết chơi ném mìn nhỉ anh em nhỉ? Động hở ra cái là ăn ăn ăn, ăn mìn luôn. Ngày xưa anh em ít để ý đến 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 bom lắm. Bắn dễ bắn hơn, bây giờ toàn bom. Động cái ăn bom. Đâu rồi, quả thính đâu rồi? Bắn thính ở đâu vậy?
Thế này em đi qua quả thính. À đây mọi người. Ui, tận tận kia. Xe nó kìa. Xe nó vòng lên hướng này luôn. Kìa. Chạy về hướng Bo Dô Hốc kìa. Ba bốn thằng nằm như con chéo. Có thằng bị gạt mà. Cơ vị trí nha nha nha. Ôi ôi, bốn thằng anh em ạ. Nó nhìn mình luôn chứ. Có K98. Úi dồi. K đâu mà K. Bọn này nó đẩy đấy anh em ạ. Đang nhàng ăn đẩy đấy. Nó không sợ đâu, bọn này đẩy ngay. Không khéo là nó đẩy thẳng phát xuống là chết. Ra phát là chết ngay. Thọt cho một viên là chết ngay. Không có thông báo à? Ui giỏi nó ngay. Không có thông báo à? Ok ok. Mới lai lại. Nó chưa đều thông báo đâu anh em ơi. Nó phải tầm giam bữa nửa tháng. Tháng thì nó mới có thông báo đều được anh em ạ. Buổi chiều 5:30 6 giờ em lai anh em nhé. Xưa chúng ta từng nghèn nước bên nhau em nhớ mà. Đi bo bên cầu nhá. Ui bắn nổ xe ở cầu rồi. Thính này. Toàn tay toa rồi. Lần hay thế à? Cam cầu. Bọn này là bọn cắp cầu. Nó vẫn đây. Có tiếng bóc nước. Ui.
Thấy này, thấy thằng đang cam này, chuẩn bị nó táp và chết luôn anh em ạ. Ui thằng bên tay phải thì không phải lo, thằng đấy không bao giờ qua được đây rồi. Táp chết không làm gì được nó cả. Cứ ném bom mình thôi. Táp lộ thì không làm gì được anh ạ. Anh em ạ. Bắn nhau to rồi. Ôi lộ 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 lộ. Lộ lộ. Mũ ba ở đâu anh em ơi? Nãy không để ý. Bên này vẫn còn. Ốp bắn rầm rầm nữa kìa. Ủa vỡ mõm. bơi rồi, còn đi bơi sang rồi. Con nhỏ con này đấy nhá. Clear. Đi bo được rồi. Thoải mái đi bo trận này. Nếu như em không nhầm thì đã clear. Team kia bị bọn ốp bắn chạy hết sang bên này, xong bọn này bơi sang bắn nhau là hết. Em bắn thằng cuối cùng. Đúng không? Chắc là chuẩn. Thằng này có ốp thì tuyệt vời nhá. À có ốp mà anh em. Team cam có ốp. Từ từ lên đây ốp. Không biết có phải team này phải là cái team vừa nãy bắn ốp ở trên đồi không. Đúng rồi, team này có ốp nha. Đâu? Ta bắn ốp rồi. Chắc chắn có. Cho anh chơi với à. Bắn thính giờ này thì để em nghiên cứu đã, xem có chỗ nào đẹp đẹp đã. Trận này bắn thính không hợp lý lắm. Không cần thiết. Mũ ba mới mà anh em. Bọn bên Dui bắt đầu đi bo này. Không biết bơi hay là đi xe. Cứ táp vào lên đây đã. Đừng. Nhất thì biết ăn cái thính đã. Tỷ lệ không có ai là rất là cao nhỉ. Ui chết đồi kìa. Đù má.
Chỉ sợ có ốp thôi. Phần này đúng rồi, bắn nhau đi, lên bắn nhau đi cu. Đúng rồi, hay lắm. Tao chỉ sợ mày có ốp thôi, mày không có ốp tao sợ mày lắm luôn đấy, thật sự luôn. Đừng để anh vớ được khẩu ốp nha các em. Vớ được khẩu ốp là top 1 như chơi. Đâu rồi, thính mẹ rồi. Tầm nay mà ra khẩu nạn ra khẩu ốp thì mày ở đấy mà bắn ca. Đâu nạn ra khẩu ốp mày. Ui rồi, ở đây test AUG nhá anh em nhá. Ở đây gì? Đây cũng là ốp mà. Rồi anh em cứ khoe em là AUG mạnh lắm, em bắn đi. Để em bắn thử xem nào. Còn mấy thằng trên này mày thích bắn khẩu gì không? Ui, xe đạn nhanh thế. Còn đông mà, đâu phải mỗi hai thằng trên này đâu. Bắn xe à? Gì đấy? Ôi! Tí xe mắc laser ở đâu ấy? Mọi người? Ơ bịp à? Úi dồi ôi, bắn AUG gì đấy? Bắn không giật một tí nào anh em này. Ui. Ui, súng với ống thế này. Còn một thằng đi có mắc laser ở đâu ấy? Em vừa nghe thấy, vừa nãy nghe thấy tiếng vỉn xe của nó. Chuẩn luôn, không ở hịt. Chắc chắn là dưới dãy sông. Lên cho mày một viên. Ui 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 ui, này là mày chết nha. Cố gắng là trận top 1 nào mọi người ơi. Hai phát nổ xe ạ. Đâu, 4 phát anh em ạ. 4. Em thấy anh em khoe em là 4 phát nổ được cả một con xe. Còn ông cuối ông lại nằm đâu ở trên này thì mệt này. Mình đoán là giữa. À đây 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 đây. Ai
mới được cái top 1 cho thoáng tay này. Top 1 nhá, nhớ nhá. Ui dồi ôi, mãi được cái top 1. Chào Thành Trung nhá, hello bạn. Ok ok nha mọi người, top 1 rồi. Vật vã quá, vật vã quá. Sống được phát ở cầu qua top 1 quả. Đáng phết đấy nha bạn, đáng đồng tiền bát gạo phết đấy. Ok luôn. Một trận top 1 nha anh em nhá. Bắn chuyển qua sự kiện, bắn phát top 1 luôn. Giàu. À, chúng ta lại chuyển về mắt thường nào. Hello Phương Sợ Ma. Ây à. Ui. Ok nha mọi người. Chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Một cái top 1 nhá anh em nhá. Mọi người lưu ý cho em. Ai mà hỏi mọi người phải bảo em bắn được toàn được top 1 nhá. Không để bảo. Bảo lâu ngày bắn toàn gãy là chết đấy. Bắn thử xe em. À, con xe đấy là 4 viên anh ạ. Em thấy từ hôm qua anh em khoe em là 4 viên sẽ nổ xe. 4 viên là nổ. Em cũng nghĩ là như vậy. Đấy, thoáng tay hẳn nhá, làm trận top 1 và cái cảm giác tay nó nhanh nhẹn hẳn đấy. Ok anh em nhá. Để thằng em lấy thêm trận top 1 tiếp theo nào. Để ăn mãi sao được anh em, bán mãi nó cũng phải mình chơi mãi nó cũng phải lại cơ ngày xưa chứ. 1 tiếng 42 phút mới được cái top 1. Chết thật, ngày xưa bắn cơm top 1 cứ như cơm bữa ấy. Bắn cứ bắn ba trận là trung bình, cái 3 trận là phải được một trận top 1 rồi. Bắn sau em xin slot anh ơi á. Để tuần sau nhá em nhá, tuần sau bắn mấy anh em nhá. Tuần sau kiếm cô mod xinh và bắn với anh em nhá. Anh cũng chỉ là vì xót thương mình thôi. Bắn bản China xem, bắn mắt sự kiện xem mấy đã em. Em ngày trước em có cài bản China bắn rồi. Nhưng mà bây giờ quên mất rồi nhá. Bây giờ mà muốn cài bản China nó rất là lâu nhá. Để em like lại một thời gian có khả năng thì em sẽ ngồi để em tải lại bản Trung Quốc để bắn cho anh em xem nếu anh em thích. Em có thấy bắn bản China sẽ hay hơn. Em thấy bắn hay hơn mà. Một anh. Hai anh. Bản Trung Quốc nó nhiều sự kiện hay lắm. Sự kiện nó ra trước. Nó ra trước bản này của mình mấy mùa. Cái gì đây? Dọa hay nhử? Nói luôn. Tẹo ra.
Thằng này chết này mọi người này. Sang trường của Tuấn Anh đã chào Tuấn Anh chưa? Sang trường của Tuấn Anh thì đã chào Tuấn Anh chưa? Bot, thằng này là bot anh em ơi. Ác game mình tạo Facebook. Tách ra được không anh? Tách được em ạ. Tách được chị em. Em lập một liên kết game center nữa nha em nhá. Sau này em tách được. Luôn em đổi khẩu súng ở đâu nhỉ? Súng lấy lại khẩu K98X8. Ấy. Đây đây đây. Ui thằng này nhặt rồi. Ấy. Có X8 à? Đúng không anh em, hay là hay là nhầm trận trước? Ơi. Ơ mình có X8 mà nhờ anh em nhờ, lúc đầu tiên thấy có X8 mà nhờ. Lại có thằng người nào đây? Thì quịch một phát đi. Thằng nào đấy? Có thằng nào trong school đấy anh em ạ? Vừa đi quịch một phát xong 100%. Ơi giời ơi, anh ơi, anh ở đâu ra đấy? Ơ nó ở đâu ra nhỉ? Ui, nguyên tiệm 4 này. À sợ, ở trên số hốc về anh em ơi. Ở trên số hốc về anh em ạ. Đều thật. trên số hốc. Đánh quả lẻ xuôi trên số hốc về. Ok, làm lại nhá mọi người nhá. Sau trận top 1 là một trận nhá. Nó đẩy xuống nhanh quá, em không kịp trở tay. Xin slot anh ơi. Để chúng ta tuần sau đi. Tuần sau anh bắn với em đi. Bắn với mọi người đi. Nào. Ui, đường bay bay đẹp luôn này. Đôi bên đẹp này, nhưng mà em không bao giờ thích nhảy trong nhà C em nhé, chỉ thích nhảy ngoài nhà ấy thôi. Nhảy ở nhà máy thôi. Mới like lại nó gửi được ít thông báo cho anh em, được 2 hôm đầu tiên nhá. 2 hôm đầu tiên view cao phết anh em, 2 hôm đầu tiên có hôm lên gần 100. Nào chào cái lấy top 1 nhá. Chào cái phải ủng hộ nhiều vào nhá. Ừ. Phải lấy top 1 đấy, chào rồi phải cho top 1 đấy, không được. Chào rồi không được top là không được đâu. Sáng ước mũ đinh mà bạn không được top 1 thì hơi hơi buồn. Đây là đồng la dù. Đây rồi. Có súng là bọn này chết. Lục bọn này cũng chết. Một đóa hoa nhài, cài tóc em dài, mai đi theo chồng còn. Trong tim em còn lo xa đúng không?
mạnh mẽ lên mà. Này không có mũ là chết. Mũ át anh ạ. Ăn choáng chưa? Ăn choáng chưa cu? Ăn choáng chưa cu? Choáng rõ. Không nhìn thấy một cái gì. Quả thật nó cầm sọc thì em cũng hơi ghê. Mấy ông sọc bắn ngáo lắm. Bụp phát chết luôn. Rồi có quả bom ra chan thằng kia. Có quả bom ra đỏ thằng trên nhà kia rồi. Không khéo lại công qua đây rồi. Hôm nay là hòm máu nước này. Ủa, điều kiện thì nay mà còn không không clear được bay trận này thì đúng là có lỗi với anh em. Có lỗi với viewer. Đừng khóc em à, mạnh mẽ lên mà. Khéo mà có thằng nốc. Clear đây mọi người này. Thế tiếng súng vừa nãy là không phải ở đây à? Thằng kia ra kia bắn thì ở đây hết rồi đấy. Nào Trọng với Hiếu công ở đây nào. Hai thằng. Thằng AK từ đầu mà nốc em đẩy à, thằng thằng em bắn AK từ đầu mà nốc em đẩy nó rồi đấy. Ba thằng. Chỉ sợ thằng mở biên nó vào đây rồi. Là dở người. Công đi. Hai thằng công một thằng cover là được mà. Lấy x4 bắn à. Ui ui nhỉ. Trời ơi. Mán tèo thật. Ba thằng. Đẩy đi các bạn. Đẩy đi tất cái tình yêu. Hai thằng cover một thằng đẩy là được. Có cái gì. Gớm. Một mình tôi đẩy. Cho khéo mẹ ăn vào mõm đấy. Ê. Ê ôi. Ở đâu ra đấy bạn Hiền ơi. Đấy không? Chỉ sợ lo cái thằng ở đằng sau này anh em ạ. Chỉ lo cái thằng sau thế cuối cùng có thật ý. Chết thật ý. Gãy. Lại toang. Còn giáp một kìa. Bắn game mà trong túi có, trong alo có X6 mà phải để anh em phải nhắc. trong người có cốp mà em cứ tưởng là em không có cốp là em phải bắn cái holo Red Dot. Thôi không sao, làm lại mọi người ơi. Làm lại. Nó gãy vài hôm đầu thôi các anh ra.
Nó gãy vài hơn đầu thôi. Cái gì đây? Đây, làm lại phát Sebunny nhá anh em nhá. Làm lại Sebunny lúc nãy nhá. Phát chết sóc lọ ảo đấy. Đây, 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 đây. Clear 7 đi bên này. 10 kill. Lấy nhẹ 10 kill. Lấy nhẹ 10 kill. Anh em phải tin em. Anh có con ác 55 đổ xuống mà có ngon thì không anh. Ok anh em có nhu cầu mua bản ác nào UC inbox LTA shop cho em nhá. Một team, hai team, ba team. Bốn team, năm team, sáu team, bảy team. Nó khẩu UMP rồi. Biết chơi đấy. Đi lút đồ đi ông cú. Tôi lút bên tôi, ông lút bên ông, tí thằng nào thắng ăn tất. Vừa nãy mấy dù các bạn nhớ nhá nhờ. Nó kìa, nó kìa, nó kìa. I got supplies. Ông này xoắn rồi. Ôi. Này ông bắn khẩu đấy chơi xấu đấy. Bây giờ không ai còn bắn cái khẩu đấy đâu mà. Quá trời hay luôn.
Quả đấy lại không nhìn thấy nó kia sẵn chạy ra. Thôi hôm nay em báo cáo anh em nhé, em nghỉ sớm luôn anh em ạ. Từ mai em live 6 giờ nhá. Chúc anh em buổi tối thật là vui vẻ nhá. Bye bye mọi người nhá. Hôm nay anh em được 1 top 1 anh em ạ. Em nghỉ đây.